năm ngoái là mình cũng xin chia sẻ với bà con, mình không đi được, mình phải lót hai cái chân như thế này. Thì tháng 6 năm 2002 là cái khóa đó là khóa nào, nhưng mà cô tôi được là cô Tuệ Dung và cô Bên Tâm đã huấn luyện chia sẻ cho nó online không, cái cuộc tôi không được tốt ngay như bà con bây giờ. Nhưng mà khi tôi bị khóc là 5 năm tôi đi tất cả đông tây đi nam bắc, không phải người ta đi, người ta nói đi chỗ đó tốt tôi cũng đi lớn, người ta nói đi chỗ đó tốt tôi cũng đi lớn, nhưng mà tôi về là tôi thấy cái nghiệp tôi nặng quá. Nhưng mà khi mà tôi được biết cái thanh lập thanh tâm này thì tôi vô trong Sài Gòn, tôi chỉ có thanh lập bóc tay online là hai chị con tôi tự ở nhà thôi. Nhưng mà khi tôi đi về là tôi hiệu quả, tôi đi được cho đến bây giờ. Và bụng tôi ngày xưa to, bây giờ như thế này thì đấy, có những bà con ở trong nhà tôi đã chứng kiến cho mấy bạn để đứng đây nói đâu. Thành ra là nhiều lúc cái lúc mà tôi đang học đó là tôi cũng không vượt qua nỗi đau thân mình, nhưng mà tôi thấy cố hết, tôi nghĩ cô Tuệ Dung và cô Thanh Tâm cô không là cái gì với mình đâu, mà có nhiệt tình của mình như thế, và thầy là một cái bậc giác ngộ mà thầy coi như là nhiệt tình mình, tôi phải cố gắng vượt qua. Không ai muốn gì trong 4 ngày và tôi làm theo tất cả. Từ ngày 17 âm lịch tháng 5 là coi như tôi bước vô khóa, thì là tối chiều đó cô gái tôi đã cho tôi có một cái chén bí chút xíu rồi, thấy tôi rất khó chịu. Nhưng mà tôi cố gắng, bởi vì tôi đi không được mà. Là tóm chừng là quý vị biết tới ngày 25 âm tôi mới ăn lại được không? Tôi cố gắng cỡ đó. Bây giờ đây tôi đã đi được và tôi đã vô cái chương trình được. Hồi xưa tôi chỉ mất thế này thôi. Là tôi chia sẻ là con cố gắng và tôi rất cảm động trước cái lòng các cô trong ban tổ chức. Thành ra cái lúc kia tôi nói cho cô Bên Tâm, tôi đâu có thấy được cổ. Thành ra tôi cũng muốn khi mà tôi ra về quá, tôi muốn ôm cô Bên Tâm một cái cho nó thỏa mãn. Và đồng khi ông biết ơn của tôi. Tôi đó thì tôi xin hết. À, bác có thể giới thiệu tên tuổi được không ạ? Bác có thể giới thiệu tên của bác là gì ạ? À, tôi là Trần Thị Thu Thủy, năm nay là tôi 63 tuổi, tôi ở Nhân Tân Đắc Tà Lây, Mang Giang, Gia